Ta gọi mẹ vào nhanh lên. Cho ở phần phát lại video của mày á, phát lại trong chọn hồi nãy được không, coi lại chọn hồi nãy được không? Coi lại chọn solo á, coi được. First blood. Khi em ngồi ngoài anh sợ em không ăn. Tao bị bắt rồi. Cố cái gì? Thôi, để đấy con này nhé. Nó bên ngoài này nè, bút bút. Có bút chắc thì làm sao nó. Nghe đi. Nghe đây. Nghe Double kill. À, cứu trời nha. Hả? Cứu trời. Mày bắn hết sọ. Giỏi. Ủa mày giỏi kệ mày chứ mày liên quan tới tao rồi mày ngồi đó. Ủa còn 300 tiền sao không mua cái bông keo trời. Rồi luôn chết luôn. Không đóng mờ 500. Ủa sao tao bắn cứ là trong nhà chờ đó quỷ thần đằng xa đằng xa sao tao bắn lúc bắn không ăn rõ ràng thế. Thôi để tí nữa Huyền lấy cho mẹ cái ấy đi. Mẹ nằm đi. Chỉnh nút bắn lên thêm một miếng nữa 45. Ơi. Ai kêu ơi, anh đang chơi game rồi. Anh đã không chơi game. Tao mới nhận nghe là Kata này không. Tao định bắn Skyler mấy đứa này mà tao không có kỹ năng. Kệ mày nó tao chi. Sụp rồi. Sụp rồi. Nó yếu lắm rồi.
đi. Để kiểu gì cũng được, cho vào trong cũng được. Cái một kê chúa chở gì cha? Cái lơ kiểu gì vậy? Một mình đâu dẫn nó. Mình thân chắc nó. Còn này. Dạ. Sao sao mẹ chắc như vậy? Cái mà sao tôi nghe được nè vậy? Để tao qua tao one shot nha. Hồi nãy mày nhớ đi, tao one shot mày đó. Mày đang có mày rồi đó mày. Dạ rồi. One shot chứ mà là one shot. Kè đó chờ lũ đạn kè chứ. Ủa sao? First blood. Cái lũ đã chạy nha. Thấy ghê chưa? Mình sốt. Đợi xíu, đợi xíu tao quan trọng. Không, tại chỗ này nó gần quá, quan trọng không được nên nhé. Quan sát quá trời rồi, cái này gọi là tốt hoặc là bo sốt. Quan chót, không phải là quan chót. Quan chót hả? Thấy đỏ không? Quên chó. Tại vì tao đang nằm thôi. Tao mà ngồi là cái giáp nó bay luôn á. Ăn đi xong rồi. Tuấn Anh. Yếu. Tao yếu tao. Tao yếu á. Hừ, đục kem đi, tao núp kem cắt ở đây về đi. Cái thân. Mình đi. Em ủa anh